Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới không chỉ mở đường làng ngõ xóm, các địa phương trong tỉnh cũng rất chú trọng tới đầu tư làm đường giao thông nội đồng, đường ra ruộng lúa, đường vào khu sản xuất được mở rộng, đổ bê tông đã thiết thực giúp cho nông dân tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đóng góp tiền mua nguyên vật liệu cùng nhau làm, bà con thôn Suối Thầu Giao đang quyết tâm để trục đường chính dẫn vào khu sản xuất của thôn dài gần 3 km sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng. Bà con tự đóng góp công để mở tuyến đường này để phát triển kinh tế cho bà con đi lại thuận tiện hơn, dễ dàng hơn trong việc vận chuyển hàng hóa cũng như là phân bón cho cây trồng vật nuôi. Còn đây là tuyến đường nội thôn dài 2,5 km nối liền xóm Thóng Vé, xóm Cứu Lùng San với trung tâm thôn Ú Sì Sùng. Tổng cộng bà con đã bỏ ra trên 1.400 ngày công lao động, bạt núi xẻ đồi cùng nhiều diện tích đất sản xuất tự nguyện hiến để làm nên con đường. Người dân trong thôn đoàn kết cùng nhau mở đường để sau này vận chuyển thóc lúa được dễ dàng, con cháu đi học được thuận lợi hơn. Đối với các cái thôn vùng cao mà trên cũ Ú Sì Sùng đó là thôn Phìn Hồ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo là huy động nhân dân công sức để mở con đường. Vì theo cái khảo sát con đường ở Phìn Hồ ấy, thì ở đấy là một trong những cái điều kiện rất là thuận lợi để phát triển được cái du lịch. Thì chúng tôi cũng sẽ mở rộng cái con đường để cho những người ở ngoài vùng Lào Cai có thể là lên tham quan, check-in chụp ảnh những du lịch dịch vụ ở trên đấy. Và từ những cái điều kiện đấy thì mới phát triển được kinh tế xã hội của các cái thôn vùng cao. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã có gần 140 km đường giao thông được mở mới, đổ bê tông xi măng, giải đá cấp phối. Đặc biệt, nhân dân đã tự đóng góp công sức tiền của, thực hiện cứng hóa được gần 36 km đường trục thôn ngõ xóm và 5 km đường giao thông nội đồng. Giao thông nội đồng, phần khó nhất trong tiêu chí giao thông nông thôn đã và đang được các địa phương trong tỉnh quyết tâm thực hiện, để ngày càng có thêm những con đường nối liền các cụm dân cư ra khu sản xuất. Đường đi thuận lợi cũng sẽ là tiền đề để bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ cao vào sản xuất, thực hiện thành công chủ trương nông nghiệp hóa.